bức tranh với đa dạng các cái loài động vật khác nhau, tùy theo khả năng sáng tạo của các bạn. Video hướng dẫn vẽ bức tranh hình chú lạc đà từ màu sáp dầu của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trang trí hình tròn với đôi bao tay như thế này nhé. Còn bây giờ cùng mình thực hiện nào. Để làm một hình tròn gắn hình đôi găng tay trang trí dễ thương như của mình thì các bạn cần chuẩn bị giấy thủ công màu vàng, giấy thủ công màu đỏ, giấy thủ công màu xanh nước biển và giấy thủ công màu hồng. Compa, bút chì, kéo và một chiếc súng bắn keo nến. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ trên, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên mình sẽ dùng Compa để vẽ hình tròn trên cái tờ giấy màu xanh nước biển này. Mình sẽ vẽ một cái hình tròn to trên cái phần giấy này. Sau khi mở được cái bán kính của Compa thì mình quay đều cái Compa của mình trên cái tờ giấy này. Sau khi các bạn vẽ được cái hình tròn trên tờ giấy như của mình thì bây giờ chúng ta sẽ dùng kéo để cắt cái hình này ra. Mình cắt theo cái nét bút chì của Compa đã vẽ như thế này. Mình sẽ dùng cái hình tròn màu xanh nước biển này để làm phần nền của cái hình. Sau khi dùng Compa để vẽ thì mình sẽ cắt cái hình của mình ra. Sau khi cắt xong thì mình đã có một cái hình tròn to có màu xanh nước biển như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái đôi găng tay trang trí lên trên cái hình này của mình. Ở trên cái phần giấy màu đỏ này, mình gấp đôi tờ giấy của mình lại. Sau khi gấp đôi lại thì mình sẽ dùng tay mình gấp theo cái đường nếp gấp này. Và dùng kéo để cắt cái tờ giấy của mình ra theo cái đường nếp gấp.